Chào mấy đứa. À, chào các em nhé. Hôm qua tao gửi thông tin một bên cung cấp rượu đấy, xem chưa? Em chào anh ạ. Qua rồi. Em mời anh test thử đồ mới của quán. À, thế ok à? Không? Được, anh xin. Vâng. Mời anh nhờ tí. Anh thấy hơi ngọt. Cái này chắc phải cho thêm rượu đây em ạ. Dạ vâng ạ. Xem cân nhắc thế nào nhá. Tại cái mối này nó là thằng bạn cấp 2 của tao. Thế nó đang để giá là rẻ hơn bên ông Khoa đấy. Giá cả là không quan trọng đâu. Quan trọng là chất lượng và nguồn cung ổn định, bạn hiểu không? Biết thế. Thế chắc là phải bố trí một buổi test nhỉ? Tao đồng ý. Mày hẹn làm việc bên đấy xem thế nào. Ừ, thế để tao hẹn đối tác bên đấy. Mày hẹn bà Lan nhá. Ừ. Thấy dạo này hai chị em nói chuyện nhiều. Bà ấy nói chuyện mày nhiều hơn cả tao ấy. Thích nhau chưa? Mày thấy như thế à? Cứ từ từ chậm chậm thôi. Bao giờ mày thực sự chắc chắn với cảm xúc của mình thì nói với tao. Mọi người đâu hết rồi? Đó đây bạn ơi. Ai gửi được anh? À, thế thôi để tôi uống cốc trà đá. Vào đây làm gì có đấy, trà đá vào đây uống. Thiếu gì? Tôi không quen uống rượu. Không phải rượu đâu, vào đây cốc theo. Muốn gì có đấy bạn ơi. Cốc theo không phải rượu à? Cháu uống nước hoa quả được. Uống đây. Vào đây uống gì chả có. Em ơi, dạ. Pha cho anh một cốc giống như này nữa. Dạ vợ. Sao bạn, nhìn ổn không? Quanh đây nó có cái chỗ nào người ta cho thuê không? Quanh đây à? À làm phòng xăm gì? Ừ, chỗ tôi nó người ta chuẩn bị lấy lại mặt bằng để người ta tự kinh doanh. Có, nếu mà diện tích phòng xăm thì tôi nghĩ là có. Rồi không cần rộng này đâu, vừa vừa thôi. Ừ, tất nhiên. Chi phí vừa vừa. Rồi cứ uống thử đi á. À. Mời. Xin mời. Thơm phết nhỉ? Ngon phết nhỉ? Được không? Mấy chai này là cái gì vậy bạn? Ở đây mấy chai tinh dầu mà, để làm tạo hương vị thôi. Thế bạn với em gái tôi là như nào nhỉ? Ừ. À như nào? Anh em bình thường. Bọn tôi vẫn đang diễn theo cái kế hoạch của các ông mà. Hai anh chị tốt nghiệp sân khấu điện ảnh thì ai sao mà nhờ vai tốt nhỉ? Quá tốt luôn. Tôi hỏi để xem ông thật thà nào thôi. Chứ anh em tôi có giấu nhau cái gì đâu. Ngọc nó khai hết rồi. Khai cái gì? Khai đi. Vẫn như nào à? Vẫn. Tôi và Ngọc chỉ là anh em hàng xóm quý mến nhau chứ có vấn đề gì đâu. Đấy là ông thầy không có gì thôi. Chứ tôi thấy cái Ngọc là có gì với ông đấy. Hôm trước ở trên ba bạn nhảy nhót với mấy em. Nó chạy lên kéo ông xuống mặt là sưng vù lên gì nữa. Ông mặt sưng vù lên say nát nghe thế ông biết cái gì nói luôn. Tha lên thế. Tôi chứng kiến. Thôi bây giờ thế này. Gọi tôi đến đây để họp bàn kế hoạch của các ông hay là hỏi mấy cái việc lăng nhăng đấy. Nếu mà hỏi mấy việc lăng nhăng đấy tôi về vì còn đang có khách hẹn đây. Bàn kế hoạch. Từ đã. Anh em đổi nhau một tí thôi mà bạn nhảy cảm thế. Ngồi đây. Rồi, uống đi. Cái gì?